Phong Thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú và anh chị đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên. Trong những video này thì Đức Trung đang chia sẻ đến các cô chú anh chị những cái quan điểm cũng như những cái kiến thức liên quan đến vận khí hướng nhà của năm 2020 canh tí, xoay quanh chúng ta ứng dụng những kiến thức của viễn không phi tinh của đồ hình cửu tinh năm 2020 canh tí như thế nào. Và trong những video trước chúng ta đã nói đến các hướng, đó là Nam, Bắc và Đông, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại và nói đến cái hướng là hướng Tây. Trong những chuỗi video trước đó thì chúng ta nói đến các cái ngôi sao và hầu hết là đều mang yếu tố về sát khí rất là nhiều đến với các hướng, đó là hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói sang một hướng khác, đó là hướng Tây. Vậy thì hướng Tây thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu xem là hướng này là mang yếu tố về hung họa hay là mang yếu tố về cát lợi. Như các cô chú và anh chị biết rằng là chúng ta đang ở hạ nguyên của vận 8 với sao Bát Bạch Tài Tinh nhập vào trung cung. Năm 2019 thì Kỷ Hợi thì theo cái huyền không phi tinh lưu liên thì Bát Bạch Tài Tinh cũng nhập vào trung cung luôn. Do đó rằng là năm 2019 nó mang yếu tố về đồ hình của cửu tinh năm 2019 và đại vận nó trùng với nhau, do đó rằng là cát lợi thì trùng trùng và hung họa thì cũng song song luôn. Và năm 2020 thì sao nó nhập trung cung, thì các cô chú chị biết rằng là năm 2020 canh tí thì Thất Xích Phá Quân nhập vào trung cung. Thất Xích Phá Quân nhập vào trung cung, đây là sao đã thất vận trong cái vận 8 này, do đó rằng là nó cũng mang cái yếu tố về không được đắc lợi cho lắm. Vậy thì nhập vào trung cung thì chúng ta phi tinh tiếp ra thì các sao khác như thế nào? Các cô chú chị biết là Thất Xích Phá Quân nhập vào trung cung, do vậy chúng ta biết là sao số 8 là sao Bát Bạch Tài Tinh đáo đến phương Tây Bắc, Cửu Tử Hữu Bật để đáo đến phương Tây, Nhất Bạch Tài Tinh thì đáo đến phương Đông Bắc, Nhiếp Bệnh Phù đáo đến phương Nam, Tam Bích Thị Phì đáo đến phương Bắc, Tứ Lục Văn Xương thì đáo đến phương Tây Nam, Ngũ Hoàng Đại Sát thì đáo đến phương Đông, và Lục Bạch Vũ Khúc thì đáo đến phương Đông Nam ở trong ngôi nhà chúng ta. Bởi vậy cho nên rằng là nắm bắt được yếu tố về thiên khí của từng ngôi sao đáo đến các hướng và phương vị khác nhau thì chúng ta căn cứ vào đấy để chúng ta hóa giải hoặc chúng ta kích hoạt lên một cách tốt nhất. Do vậy rằng là video trước chúng ta đã bàn với nhau để yếu tố về thiên khí của cái hướng Nam là sao Nhiếp Bệnh Phù đáo đến, hay là phương Bắc là sao Tam Bích Thị Phì đáo đến, hay là phương Đông là sao Ngũ Hoàng Đại Sát đáo đến. Đây đều là những đại sát khí, đại hung tinh và mang yếu tố sát khí rất lớn trong hệ thống cửu tinh. Và ngày hôm nay chúng ta cùng phân tích sang yếu tố về phương Tây. Phương Tây như các cô chú trẻ đã biết, đó là Hữu, là sao Cửu Tử Hữu Bật đáo đến phương Tây. Và chúng ta biết rằng là đối với sao Cửu Tử là cái sao mà mang yếu tố về đắc vận và cát phú rất là nhiều. Chúng ta đang ở hạng nguyên của vận 8 và chuẩn bị bước sang vận 9, do đó rằng là cái yếu tố cát lợi của Cửu Tử lại càng được nâng lên. Do đó rằng là đây là sao mà trong năm 2020 này thì tài, đinh tài thì đều lưỡng vượng cả, đồng thời là cái sao Cửu Tử Hữu Bật lại mang yếu tố về đào hoa đối với các thành viên trong gia đình. Do đó rằng là với cái nhà mà hướng Tây năm 2020 được sao Cửu Tử Hữu Bật đáo đến thì vô tình nó lại tăng thêm yếu tố về đào hoa khí trong ngôi nhà chúng ta. Do đó là khả năng rất cao là chúng ta sẽ có thêm người cũng như là có thêm cái khỉ khí song môn ở trong ngôi nhà chúng ta năm 2020 tới. Bởi vậy cho nên là biết cách mà chúng ta kích hoạt cũng như là chiêu thêm cái cát khí của Cửu Tử Hữu Bật đáo đến thì nó là điều vô cùng tuyệt vời để chúng ta tăng thêm tài lộc, tăng thêm nhân đinh, tăng thêm con người cũng như là tăng thêm cái niềm vui trong cái năm 2020, khác đi hoàn toàn với những hướng bài hướng nhà, đó là hướng Nam, hướng Bắc hoặc hướng Đông. Năm 2020 hướng Tây ngũ hành thuộc kim, sao Cửu Tử Hữu Bật đáo đến lại mang yếu tố ngũ hành thuộc hỏa, do đó rằng là cái ngũ hành của hai cái ngôi sao và cái phương này nó khác nhau, bởi thế cho nên là vô tình nó cũng trở nên là tiết chế đi cái yếu tố cát lợi của sao Cửu Tử. Bởi vậy cho nên là chúng ta cần phải khéo léo nắm bắt được cái yếu tố vận khí cũng như là có cái được phương án hoạt thì thu thêm cái yếu tố cát lợi từ Cửu Tử đáo đến thì nó sẽ trở nên tốt hơn. Và phương này thì cần phải kích hoạt, thay vì cái việc chúng ta làm định làm tịnh thì phương này là cần càng phải kích hoạt nó trở nên tốt hơn. Bởi vậy cho nên rằng là đối với ngôi nhà mà cái phía trước của ngôi nhà mà luôn được làm sạch sẽ cũng như là trở nên là luôn vui vẻ cũng như là hoạt náo cũng như là có thêm những cái màu sắc trang hoàng thì nó sẽ trở nên cho ngôi nhà chúng ta trở nên tốt hơn nữa. Đối với nhà hướng Tây thì các cô chú anh chị chúng ta chú ý đó là nhà hướng Tây có giải độ từ 247,5 độ cho đến là 292,5 độ, bao gồm ba sơn hướng là Canh Dậu Tân. Thì đối với nhà hướng Tây bao gồm cả ba sơn hướng này, Cửu Tử Bật năm 2020 đáo đến và mang yếu tố cát lợi rất là nhiều. Để mà kích hoạt thêm cái yếu tố về vận khí cát lợi của Cửu Tử Bật thì chúng ta chú ý rằng là chúng ta sẽ nhờ sử dụng thêm cái vật phẩm, đó là sâu tam cát hoa mai, hoặc là sử dụng cái vật phẩm là sâu hồ lô ngọc bích. Với cái sâu tam cát hoa mai được thiết kế bởi ba đồng hoa mai sâu lại với nhau theo lối như các tầng kết bởi cái sợi dây như ý là một sợi dây màu đỏ kết theo chiều dọc một cách nó liền mạch, thể hiện sự hanh thông, cũng như sợi vô tận kết bồ thể hiện cái sự vô cùng vô tận của tài lộc, của tình yêu, của sự
niềm vui, của những cái hạnh phúc, của những cái thành công, thì đây là một trong những cái yếu tố kích hoạt tài lộc rất là tuyệt vời. Cũng như là nếu như chúng ta sử dụng cái sâu Takaramai hoặc là sử dụng cái sâu là hồ lô ngọc bích, với cái sâu hồ lô ngọc bích ngũ hành thuộc mộc, mang cái yếu tố rằng là mộc sinh hỏa để dưỡng thêm cái khí của cửu tử hữu bận đáo đến cái phương tây của ngôi nhà năm nay. Do đó rằng là một các cô chú chị, nếu như những ngôi nhà trước đây chúng ta đã sử dụng vật phẩm của Takaramai chúng ta treo tại phương tây rồi, thì năm nay việc chúng ta là bao sái lại và treo lại để nạp lại khí cho nó, để mang yếu tố đắc lợi tốt nhất. Ngoài ra các cô chú chị cũng có thể là mua thêm cái sâu hồ lô ngọc bích để treo cho ngôi nhà của chúng ta là hướng tây năm 2020 này, thì nó sẽ rất là tốt. Ngoài ra thì các cô chú anh chị cũng có thể sử dụng cái màu thảm, đó là màu nâu, tức là mang yếu tố ngũ hành thổ, để chúng ta thấy rằng là cái yếu tố rằng là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và thổ sinh kim, nó tạo thành vòng tự sinh luân hoàn, thì nó sẽ giúp ích cho cái việc mà thu thêm cái các khí của cửu tử bận đạo đến cái hướng tây của nhà mình. Ngoài ra cũng có thể trồng thêm các cái loại cây màu hoa đỏ trước cửa nhà chúng ta để tăng thêm cái màu sắc của cái sự hoan hỉ cũng như màu sắc của sự may mắn, để giúp cho cái ngôi nhà chúng ta đón được yếu tố thiên khí của cửu tử đào đến, thì đó là một điều rất là tốt trong năm 2020. Đấy. Vậy thì còn chần chừ gì nữa thì các cô chú anh chị chúng ta nên đối với ngôi nhà hướng tây, thì chúng ta càng có thêm những cái lý do đắc lợi để chúng ta kích hoạt thêm cái ngôi nhà này. Và cũng rất mong rằng là đối với những ngôi nhà hướng tây nào mà các cô chú và anh chị có cái dự định mà tổ chức hôn sự trong năm 2020 tới, thì là càng thêm yếu tố cát khí, niềm vui cho ngôi nhà chúng ta, đấy điều vô cùng tuyệt vời. Để mà chi tiết hơn thì các cô chú anh chị khuyên rằng là nên sở hữu cái cuốn kích tài lộc trong tay để nghiên cứu cái yếu tố vận trình vận thế của các quan sát năm 2020 như thế nào, cũng như vận khí của các hướng nhà, các phương vị trong ngôi nhà ra làm sao. Thì trong cái cuốn kích tài lộc 2020 do Thầy Tâm Nguyên biên soạn thì rất là kỹ lưỡng, thì các cô chú anh chị nên lưu tâm sở hữu cuốn sách này. Các cô chú anh chị vui lòng gọi đến số 1900 2292, bấm nhánh số 2 hoặc số 1 để được tư vấn cách kỹ càng hơn. Để mà chi tiết hơn thì các cô chú anh chị khuyên rằng nên đến trực tiếp văn phòng của Phong Thủy Nguyên tại phòng 510 tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, mang theo cái bản vẽ thiết kế của ngôi nhà chúng ta, để mà đội ngũ trợ lý của Thầy Tâm Nguyên sẽ tư vấn, hướng dẫn cũng như là hỗ trợ các cô chú anh chị một cách kỹ càng nhất. Lưu ý mang theo đó là bản vẽ thiết kế đúng tỷ lệ hướng nhà là bao nhiêu độ và năm sinh các thành viên trong ngôi nhà, để mà đội ngũ trợ lý của Thầy Tâm Nguyên tư vấn tốt hơn. Xin cảm ơn và nói chung xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong chuỗi những video tiếp theo.